Thanh Hằng lột xác với phong cách nữ tính trước khi lấy chồng. Siêu mẫu Thanh Hằng thay đổi cách ăn mặc theo hướng nữ tính, nhẹ nhàng hơn từ khi công bố sắp kết hôn ở tuổi 40. Trong tập chính của The New Mentor, Thanh Hằng khoe vẻ quyến rũ e ấp với mẫu đầm xẻ sâu, hở lưng táo bạo, tôn triệt để vòng một. Trang phục kiểu dáng ôm thân hình, làm nổi bật vẻ nữ tính của siêu mẫu. Xuyên suốt hành trình ngồi ghế nóng tại The New Mentor, Thanh Hằng liên tục mang đến những bất ngờ với phong cách mới lạ. Sau khi công bố sắp lên xe hoa, người đẹp chuyển hướng sang style nữ tính, dịu dàng hơn. Khi diện bộ đầm dáng xuề bồng kiểu Barbie doll đi kèm hoa tai hình nơ, Thanh Hằng được nhiều khán giả khen diện mạo trẻ trung ở tuổi 40, khác biệt với style của cô trước đây. Mỹ nhân sinh năm 1983 ưa chuộng những thiết kế kiểu dáng nữ tính, đơn giản. Các tông màu ngọt ngào như hồng pastel, xanh minh từng bị Thanh Hằng ngó lơ giờ cũng được cô sử dụng, đem đến diện mạo ngọt ngào. Trong chương trình, nhiều lần siêu mẫu và các huấn luyện viên còn lại đề cập đến việc cô sắp lấy chồng. Hồ Ngọc Hà nhận xét bản thân dịu dàng hơn khi chuẩn bị lên xe hoa. Trong khi đó Thanh Hằng khẳng định, Thanh Hằng giờ đã khác rồi. Khi tham dự các sự kiện, mỹ nhân 40 tuổi mặc các kiểu đầm dạ hội nữ tính. Đính kết đá lấp lánh và lông vũ tăng nét mềm mại. Trước khi được bạn trai cầu hôn hồi tháng 8, Thanh Hằng là một tín đồ của phong cách menswear. Dù xuất hiện ở các sự kiện hay dạo phố đời thường, cô đều ưa chuộng suit, áo khoác, sơ mi, tôn vẻ mạnh mẽ. Các món đồ cung ngầu với những tông màu tối như đen, ghi đậm chất, chị đại, từng là một đặc trưng trong phong cách của siêu mẫu. So với nét phóng khoáng trước đây, vẻ nhẹ nhàng, nữ tính hiện tại của Thanh Hằng khiến nhiều người khen cô lột xác. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.